Vậy mà cũng có số gì lần trái chiều à, nó ổng nhận tiền gì nữa xung quanh, có số người đưa là gì? Thì thấy trước mắt mình á là thấy không có nhận tiền. Có hai hạng người, một là người đồng tình, hai là người không đồng tình. Người đồng tình thì người ta rất là tán thán cái công đức của sư Minh Tuệ này. Còn người không đồng tình thì người ta phản bác rằng làm ra vẻ người tu, để rồi phải lâu lâu lại có một cái hiện tượng mà nó làm ra nổi bật khác thường kỳ hãnh. Rồi có người lại là tán thán cái công đức, rồi giống như câu hỏi của đệ vàng đó, người ta phải lại ngài là tại sao vậy. Còn nếu mà mình chưa thấy thì những cái lời đó họ nói, có đôi khi người ta tăng bốc lên quá độ, có đôi khi thì người ta lại làm YouTube để được nhiều người like, người ta nói lên những cái điều mình nó dị biệt. Và Huynh còn cập nhật thêm một cái tin nữa, đó là có một cái kênh, cái kênh mà quay ngài mà nói ngài bị xét đánh, mà ngài đã thấy là ngài bị xét đánh, ngài chết rồi, nhưng mà trong lúc đó là ngài nói ngài đã đi đến một cái cảnh giới là trống không tự tại. Thì qua đây mấy đệ hỏi thì tôi mới nói về cái hạnh đầu đà và nói được cái tinh thần đạo đức của một người con Phật. Khi nhìn một cái sự vật hay hiện tượng nào đó, chúng ta hãy đừng vội hấp tấp mà kết luận. Chứ tôi thấy ông này đó chưa dám có một cái lời nào mà bất kính đối với ông, là tại vì sao? Hiện đời là tôi thấy ông nè, ông đi chân không, ông sống cuộc đời độc cư. Ông ở Bình Bác cũng giống như Đức Phật, hình ảnh của người khắc thực đi khi xưa để gieo duyên chứ không phải là một người ăn xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì trước cũng kính thưa hai đệ, kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo kính mến, riêng kính các bậc đại đức, tăng ni, quý vị thiền gia thạc đức cùng toàn thể cô bác anh chị em kính mến. Thì đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng nếu nói trong sinh hoạt giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì nó không có liên quan gì nhiều, nhưng mà nói đến cái lịch sử của những cái vị trong tăng đoàn của Đức Phật, theo như trong kinh điển của nhà Phật cũng để lại cái đức hạnh của những người mà đã quy y theo Phật để cố gắng tu tập. Thì đây là một cái điều mà thấy trên cộng đồng mạng đang xôn xao về cái giới hạnh của một vị chân tu đang phải thực hành trong hạnh đầu đà. Thì cũng có một số người người ta rất kính ngài, và có một số cái quan điểm thì người ta phản biện. Người ta nghĩ rằng đối với người tu tập mà lại có những cái giới hạnh như là phải đi chân không đó, rồi phải ăn một bữa, rồi ăn bằng bình bát, nhưng mà không có bình bát thì thầy lại ôm một cái nồi nhôm. Rồi sau đó thì ngài lại thường hay ở chỗ vắng vẻ, có đôi khi thấy ở gốc cây, có đôi khi ở đồng trống đó. Rồi sống hành độc cư rày đây mai đó, chứ không phải là trụ ở chỗ nào một nơi đó. Thì mình thấy có những cái kỳ hạnh đó. Thì cũng có thì một số tán đồng và rất là kính ngài, còn có một số thì người ta lại là phản biện, thì nói rằng tu như vậy chỉ làm ra cái vẻ, cái tướng ở bên ngoài, chứ thực chất là không có trở vào trong nội tâm. Thì thưa quý vị, theo chúng tôi nghĩ đó, thì lật lại trong cái hệ nguyên thủy mà Kinh Nikaya, hay hoặc là mình lật lại trong lịch sử Phật gia mà nói về bộ kinh A Hàm, là một bộ kinh mà Đức Phật cũng đã từng dạy cho chúng sanh hiểu. Thì trong cái bộ Tăng Nhất A Hàm ở cái quyển 1 đó, quý vị có nói lên được cái hạnh đầu đà của nhà Phật thì nó tới 13 điều. Cũng giống như chúng tôi mà vừa liệt kê ra cho quý vị nghe vậy đó, tức là một cái nhà sư mà chân chính khi quy y Phật rồi đó, sống trong cái hạnh con của Như Lai đó quý vị, thì người ta có những cái phạm hạnh rất là đặc biệt. Cái thứ nhất đó là đi chân không. Cái thứ hai đó là phải mặc tam y. Cái thứ ba nữa đó là y mặc phải năm mảnh, tức là y phấn tảo đó quý vị. Không phải là phải lựa những cái loại vải mà cho đẹp, hay hoặc là những cái loại vải cho chắc mịn, mà những cái loại vải đó có thể là vải tán tử thi ở ngoài nghĩa địa, hay hoặc là vải thừa của người ta bỏ bên lề đó, thì người ta lấy về người ta
kết nạp lại thành một cái y bá nạp, gọi là y bá nạp đấy, để tầm mặt che kính thân thôi. À, rồi thứ tư đó là không được ăn quá ngọ thời, ngày chỉ ăn một bữa thôi, à, tức là ăn ngọ đó. Và cái thứ năm á, tức là sống cái hạnh độc cư, tức là sống hạnh độc thân, à, hạnh độc thân và chỉ một mình thôi, chứ không có là gần gũi với bạn bè hai ba người, rồi phải là có những cái chuyện qua lại du hí, mà chỉ sống trong cái chánh niệm, sống trong cái chánh pháp, đó là gọi hạnh độc cư. Và đặc biệt nữa đó thì không có sống định cư một chỗ, quý vị, đó là cái hạnh mà chúng tôi nói từ từ kể liệt kê ra quý vị. Thì sống rài đây mai đó, không đâu là nhà, mà hầu như là gia tài của nhà sư là cả thế gian, thân quyến của nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó, cái hạnh du mục nó là như vậy đó. Rồi cái nữa đó là người ta không có cất nhà hay hoặc cất liều hay hoặc là am trại, mà coi như là nơi nào đó cũng là nơi định trú an cư được hết. Có thể ngồi dưới gốc cây, hay hoặc là ngoài đồng trống, hay hoặc là ngủ ở gò mã, hay hoặc là ngủ ở một cái nghĩa địa nào đó. Hễ người ta thấy cái cảnh mà nó thanh tịnh để hợp lại với vừa cảnh tâm mà nó tương ưng, để sống được trong cái chánh niệm tỉnh thức đó, thì những cái gì đó người ta ngồi để người ta tỉnh tọa. Và tiếp nữa đó quý vị, không biết là hạnh thứ 8, thứ 9 gì thì không được nằm nha. Đặc biệt cái hạnh đầu đà là người tu không có nằm. À, chỉ ngồi để tỉnh tọa và sống trong 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 cái tỉnh giác mà thôi. Đó. Cho nên một điều mà chúng ta đáng nói nữa đó là người ta xa lìa ngũ dục lục trần. Tức là nói với tiền bạc là trong trong người không có giữ tiền bạc gì hết. Đó là mấy cái hạnh đầu đà. À, cho nên qua 13 hạnh đầu đà mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm ở quyển 1 mà đã nhắc đến đó, thì khi xưa đó quý vị còn nhớ lại lịch sử Phật gia mà vị giáo tổ đầu tiên đó là Thái tử Siddhartha. À, sau khi mà ngài đi dạo bốn cửa thành rồi đó, ngài thấy được những cái cảnh khổ của kiếp người mà không một ai thoát lọt, đó là già, bệnh, chết. Đó, những cái điều mà nó khổ vô cùng vậy đó, thì sau khi mà thấy được một vị tiên nhân xuất hiện trong cái bộ áo nâu sòng của một nhà tu thì Đức Thầy cũng đã từng diễn tả, lần thứ tư vừa đi dạo mát bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thế tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải mau mau phải xuất gia tìm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại Lai Trào xin Dương phụ lánh xa mùi thế. Thì sau khi mà ngài đã lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá xông pha bờ bụi, ngài thổi ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thì mới để coi lại lịch sử Phật gia bước chân xuất thế của ngài đó. Thì ngài đi vào rừng, lúc đó là cái áo mà lông bào của ngài, áo của Thái tử đó, thì cái áo đó rất là sang trọng. À, nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngài phải đánh đổi với lại một người thợ, thợ săn là đổi lại cái chiếc áo nâu sòng. Mang cái màu gì? Màu hòa hợp, nó là màu già hòa hợp tất cả các màu. Đó. Thì lúc đó là ngài đã trở lại với cái cuộc sống mà tu hành khổ hạnh của mình. Sau khi lần đầu tiên mà đến vườn lộc đến cái nơi mà gặp năm anh em cùng trường như tu khổ hạnh, thì lúc đó là ngài đã bắt đầu có được những cái ý nghĩ là phải bỏ hết, nào là dương vị nè, nào là chức quyền nè, nào là nhà cửa, nào là tiền bạc, nào vợ đẹp con cưng, bỏ hết những cái mà người ta tham muốn trong cái thế gian này mà nó gây nên những cái phiền não mà tâm nó lúc nào cũng phải là mưu cầu. Cho nên cái cuộc sống của cái người mà tu tịnh hạnh rồi đó thì người ta sẵn sàng lìa bỏ những cái đó. Cho nên trút hết cái lớp của thế gian, à, cái màu sắc đẹp đẽ của thế gian đó, để khoác lên cái mình cái chiếc áo của cái người tu học. Đó thì lúc đó là ngài dấn thân vào trong cái cuộc sống mà hạnh đầu đà rồi đó. Thì sau khi mà ngài sống mà 6 năm khổ hạnh, ngồi dưới gốc cây Tát Bát La, mà đêm thì ăn một giọt, uống một giọt sương, mà ngày thì ăn một giọt hộp, một hộp mè để sống. Cho nên lúc đó đó thì ngài lại sát thân thì nó lại khô cằn, cho đến cái sức mòn mà lực kiệt, ngài không thể đi thiền hành, ngài mới ngất xỉu. Sau đó được nàng Su Dạ Ta dâng bất sữa cù cho uống, thì lúc đó Đức Phật mới dung sức phục hồi. Và ngài tắm rửa sạch sẽ rồi, sau khi ngài có một lời đại nguyện thả cái chén vàng xuống sông: nếu cái chén này mà chảy ngược nước thì ta sẽ cố gắng tu tập để thành quả. Đó là nói lên được cái lòng kiên quyết của ngài.
Thì sau khi đó thì mới để biết là Ngài đã ngồi suốt 49 ngày đêm như vậy đó, thì Ngài chứng được tâm minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Bây giờ Ngài mới khai phóng được tâm linh của mình và hiểu cái lý trung đạo của nhà Phật. Cho nên cuộc sống không quá khắc khổ mà không nên thái quá. Đó, cho nên tìm ra cái lý trung đạo đó. Và sau đó thì khi mà Ngài đã thấy được cái cảnh Niết Bàn tịch tịnh là một con đường hạnh phúc thật sự rồi đó, thì Ngài không nỡ hưởng lấy một mình. Ngài phải với cái tâm mà Bồ Đề mà giác ngộ là cứu độ cho nhân sinh đó, Ngài mới là dấn thân vào trong cái nhân gian để rồi đó lại truyền bá về cái đường, con đường giác ngộ của mình, tức là bước chân xuất thế để mọi người hưởng lấy cái ánh đạo vàng đó mà cố gắng tu tập, thì hạnh đầu đà bắt đầu từ đó. Cái người mà đầu tiên thể hiện được cái hạnh đầu đà đó chính là sơ tổ Amakajip. Mấy đại còn nhớ cái câu chuyện của ông Amakajip không? Ông là một cái người mà lớn lên trong gia đình của một bà la môn mà rất là giàu có, nhưng đặc biệt đó thì Ngài lớn lên rồi đó trở thành là một cái chàng trai tuấn tú, phương phi vô cùng, nhưng trong cái tâm đạo thì lúc nào cũng mong muốn tìm được một cái người thầy nào đó mà có đủ cái tịnh hạnh như Ngài để rồi Ngài cầu mong học được cái đạo giải thoát, đó, giải phóng thân tâm ra khỏi cái cảnh mà tranh đấu hơn thua nơi cái thế gian. Cho nên Ngài nuôi cái ý chí của Ngài là chỉ cố gắng tu tập thôi. Rồi khi mà lớn lên đó, cha mẹ mới đến cái tuổi mà cập kê mới mong muốn rằng sẽ cưới cho Ngài Makajip một cái người bạn đó, phải tâm đầu ý hiệp với Ngài. Thì sau đó đó Ngài từ chối hoài cũng không được, là mong muốn rằng cái chí nguyện của mình là để đi tìm cầu con đường giải thoát. Nhưng mà đối với cái lối sống mà phải vâng lời cha mẹ, phải nề nếp gia phong á mà, thì Ngài mới nói là Ngài mới từ chối hoài không được. Cuối cùng đó Ngài mới, trong một cái buổi mà Ngài ngồi tư duy thiền tọa vậy đó, thì Ngài mới vẽ nên một cái bức tranh. Ngài nói là khi nào mà cha mẹ gặp được một người con gái nào mà giống như trong tranh vậy nè, thì con mới đồng ý tác duyên cùng những người đó, để tâm thấy nó đặc biệt chỗ đó. Ý định của Ngài là sao? Là mong muốn vẽ được một bức tranh đó, là ở trên thế gian này không có cái người thứ hai mà có cái sắc đẹp như vậy và có cái tánh tình mà hiền diệu như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì cha mẹ của Amakajip cũng đồng ý và bắt đầu lại hội họp trong thân tộc á, trong gia đình á. À, trong dòng họ là bây giờ Ca Diếp muốn có được một cái người vợ như vậy, như vậy, như vậy, tức là đưa cái bức tranh đó ra. Đó thì dòng họ của Ama Ca Diếp là những cái người mà bắt đầu đi tìm túi, cuối cùng thì là đến thành Ca Tỳ La Vệ thì cũng gặp được một cái nàng tiểu thư, một nàng tiểu thư sanh ra trong một cái gia đình cũng có nề nếp gia phong và tánh tình của nàng rất là hiền diệu, nhưng mà sắc đẹp của nàng đó thì chẳng khác nào là một tiên nữ vậy đó quý vị. Cho nên đó quý đệ biết không, khi mà nhìn thấy giữa cái bức tranh và cái người mà đã Amakajip mà vẽ trong bức tranh và cái người mà thật ở bên ngoài đó, sao mà nó giống quá đi. Cho nên do đó mà cái người trong thân tộc mới ngỏ lời cùng cha mẹ của nàng Diệu Hiền để mong muốn rằng sẽ gá nghĩa nhân duyên giữa Ca Diếp và nàng Diệu Hiền đó thành đôi giai ngẫu. Thì quý vị biết là sau khi mà được cái sự đồng ý của gia đình bên gái rồi đó, thì gia đình bên trai đã tiến hành hôn lễ. Mặc dù là hai người giữa nam và nữ đó không có được gặp nhau, nhưng mà chỉ báo với nhau rằng đó, ta đã tìm thấy được một cái người giống như trong tranh vẽ của con và tánh tình rất là hiền hậu thùy mị. Người này đã đồng ý và ta đã tiến hành hôn lễ cho con. Thì lúc đó quý vị biết là một cái lễ cưới rất là trang hoàng được diễn ra trong cái thời kỳ đó. Đôi quyên ương thì rất là tương sánh với nhau. Cho nên khi cưới về rồi đó thì cái đêm tân hôn đó đúng ra đó là cái đêm đó tràn đầy hạnh phúc phải không? Yeah. Nhưng mà lúc đó thì Amakajip đó là nuôi cái chí nguyện của mình là sống cái hạnh độc cư để cố gắng tu tập tìm cầu được con đường giải thoát. Còn bên kia thì nàng Diệu Hiền cũng có một cái tịnh hạnh rất là cao quý hơn người, tức là nàng không muốn đó là phải lệ thuộc trong cái nghiệp của nhân gian để tạo ra biết bao nhiêu là cái quan gia nghiệp chướng nữa. Cho nên ở ngày suốt một đêm đó nàng Diệu Hiền cứ phải tức tưởi khóc hoài thì lúc đó đó là Amakajip đang ngồi tĩnh tọa mà sao nghe lại
cái người mà được kết hôn mình mà họ cứ thúc thích khóc hoài mà không biết là buồn tuổi một cái điều gì. Cho nên Amakajip mới hỏi vậy chứ nàng ơi, nàng tuổi hờn một cái điều gì đó mà nàng lại khóc lên như vậy? Có phải là ta là cái người mà đã gây ra cái khổ đau cho nàng hay không? Thì lúc đó nàng Diệu Hiền mới nói là chính chàng là một cái người mà gây ra cái nỗi niềm mà làm cho tôi phải mất đi một cái hạnh phúc thật sự. Thì lúc đó là Amakajip mới hỏi tại sao tôi là người mà làm cho nàng phải mất đi cái hạnh phúc đó. Thì nói trong khi đó là tôi nuôi cái ý chí là quyết chí là cố gắng tu tập, nhưng mà không có ngờ đó là chàng lại đem lễ vật đến cưới tôi rồi đó. Thì bây giờ chúng ta lại phải kẹt trong cái dòng mà duyên nợ nó lại thâm sâu trong cái nghiệp của thế gian. Cho nên Amakajip mới nói chàng, ta thì cũng giống như nàng vậy đó, ta nuôi cái ý chí nguyện là ta sẽ tu hạnh giải thoát thôi, nhưng mà không ngờ phải nghe theo lời cha mẹ, nếu không nghe thì mang cái tội bất hiếu đó với đời. Cho nên do đó mà nàng hãy hoan hỷ thôi, thì bây giờ chúng ta cũng trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng vào phòng đó thì mỗi người lại một cái giường để ngủ. Thì sau khi mà cha mẹ của Kajip mới phát hiện rằng tại sao con mình đã cưới vợ cho nó rồi mà trong phòng bây giờ lại là có hai cái giường như vậy đó, thì lúc đó là ông bà mới cho là gỡ ra một cái giường cho gia nhân là rỡ một cái giường, phá bỏ một cái giường, chỉ còn một cái giường duy nhất thôi. Thì lúc đó là để biết giữa Amakajip và Diệu Hiền đó, hai người mới lại có một cái sự thương lượng với nhau đó. Thì đêm đến đó chàng ngủ thì em ngồi thiền, hãy chàng ngồi thiền thì em sẽ là người chỉ tịnh, tức là nằm ở trên giường chỉ tịnh. Thì tới cái lúc giao ước với đâu đó đàng hoàng rồi đó, thì vào cái giờ đó thì Amakajip lại ngồi thiền, nhưng mà không ngờ ở ngoài lại có một cái con rắn độc nó bò vô. Thì lúc đó là cái tay của nàng Diệu Hiền nó nằm ở trên giường đó, nhưng mà cái tay nó lại là để nó rớt xuống dưới cạnh giường đi. Thì thấy cái mối nguy to là giữa cái con rắn đó sắp là nó sẽ cắn tay của nàng Diệu Hiền. Thì lúc đó Ca Diếp đến đuổi con rắn, và chàng á mới lấy cái y phục của mình quấn vào tay của mình, tức là tay của chàng và tay của Diệu Hiền đó sẽ cách nhau một cái y đó. Cho nên nâng cái tay Diệu Hiền lên, thì lúc đó nàng Diệu Hiền tỉnh dậy, nàng hỏi ủa chàng lại phạm luật ha, tức là phạm quy đã giao với nhau rồi, là hai người không có được mà động chạm với nhau. Tại vì hồi đó có một cái câu nho mà nó thường thường nói là nam nữ thọ thọ bất tương thân đó, quý vị còn nhớ không đó? Thì giống như vậy đó, tức là phải phụ thuộc vào cái lễ giáo của cái người xưa đó, nó kỹ càng lắm chứ không phải như bây giờ đó. Thì sau khi mà Amakajip mới thuật lại cái câu chuyện là có một con rắn độc nó bò đến tai nàng, trong khi tai nàng để gần nó quá, ta sợ cái mối nguy đến tánh mạng, cho nên ta phải bắt buộc làm như vậy. Thì lúc đó nàng Diệu Hiền ăn năn ấy lắm ta, lúc đó là nghĩ quan cho một cái người mà bạn đồng tu với mình mà giữ cái giới luật rất là chín chắn, cho nên nàng xin lỗi. Và kể từ đó rồi đó thì hai người đó sống với nhau rất là chân tình với nhau đó, rất là trợ duyên nhau trong cái cuộc sống tu học. Cho đến khi mà cha mẹ của Amakajip đã qua đời hết rồi đó, thì lúc đó là hai người mới tách nhau đó. Amakajip thì nghe được Đức Phật là một cái người mà đã tu tập chín chắn, và ngài đã trở thành là một vị Cù Đàm rất là giỏi về cái chân lý. Cho nên lúc đó là Amakajip mới nói với nàng Diệu Hiền, thôi thì bây giờ chúng ta đã gặp được một vị thầy mà cũng giống như mong muốn của mình, cái ước mơ từ bao lâu mà hai vị bạn tu học với nhau đó đã tìm tòi, thì bây giờ đó là ta sẽ đến Đức Phật để ta xem tình thế như thế nào, coi có đáng là một người mà để ta theo để thọ giới hay không. Thì sau khi mà Ca Diếp đến với Đức Phật rồi, thì lúc đó là tăng đoàn của Đức Phật không nhận người nữ, tại vì buổi sơ khai mà đâu có nhận người nữ vô, mà hãy có người nữ vô thì sợ tăng đoàn mấy ông tu không kịp là bị phân tâm. Cho nên do đó thì chàng ở lại tăng đoàn và cố gắng tu tập. Thì nàng Diệu Hiền ở nhà mới thấy cái tình cảnh nó không được như cái ý muốn của mình rồi đó, thì lúc đó nàng mới kêu lại tất cả mọi người, nàng bố thí hết cái gia sản của mình và xin quy y theo một cái người ngoại đạo ở phía sông Hằng đó. Thì nàng ở đó thấm thoát ngày qua ngày rồi đó, đến cái thời kỳ mà Đức Phật đã thấy rằng phải phổ độ rộng ra chúng sanh, bởi vì tăng đoàn đã có cái quy lực hẳn hồi. Thì lúc đó là Amakajip mới tâu trình cái sự thật nó lên là như vậy một lần nữa, thì Đức Phật đã đồng ý.
Đức Phật đồng ý rồi thì nàng Diệu Hiền mới trở về trong tăng đoàn đó nàng tu. Nhưng với cái sắc đẹp của Diệu Hiền thì tất cả những cái tăng ni đều đem đồng đối kỵ. Đối kỵ rằng nàng sao lại là có cái sắc đẹp mà lại có cái trí thông minh tài giỏi vô cùng, học rộng hiểu nhiều. Cho nên nó cứ xăm soi lời qua tiếng lại hoài thì nàng đã xin Đức Phật là không đi khắc thực. Bởi vì khi mà đi ra khắc thực đó thì mọi người nhìn được cái tướng của nàng thôi là thấy là phải phân tâm với cái sắc đẹp dịu dàng đó. Cho nên do đó mà nàng xin không đi khắc thực nữa. Rồi sau đó đó ngài Ma Ca Diếp mà thấy vậy đó, trong cái tình cảnh nó mới xin với Đức Phật rằng con sẽ đi khắc thực và được chia nửa phần đó cho nàng Diệu Hiền. Coi như là bạn đồng tu với nhau. Thì lúc đó là Đức Phật cũng đồng ý như vậy nữa. Nhưng mà khi mà A Ma Ca Diếp về xớt bát cho nàng Diệu Hiền ấy, thì lại bị trong tăng đoàn nó lời qua tiếng lại, người ta nói hai người này tại sao lại tu hạnh giải thoát rồi mà còn có sự dướng díu qua lại như vậy, giữa nam và nữ khác giới như vậy. Thì lúc đó là muốn trấn an được tăng đoàn để cho tất cả mọi người yên tâm tu học thì A Ma Ca Diếp đành phải từ chối là không xớt bát cho nàng Diệu Hiền nữa. Kể từ đó rồi đó thì mọi người nạnh ai nấy tu tập. Nhưng sau đó thì nàng Diệu Hiền tu rất là giỏi. Cái tịnh hạnh của nàng đó là đứng đầu mà Đức Phật đã ca ngợi bên cái phái đoàn của Sư Ni. Đó. Và bên đây đó thì ngài A Ma Ca Diếp lại dấn thân vào trong một cái giới hạnh đầu đà để thể hiện được một cái đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Cho nên A Ma Ca Diếp đó sau khi đó thôi đó thì ngài thọ nhận cái giới đầu đà, tức là ăn thì một bữa nè. Không có xài tiền nè, sống hạnh độc cư nè đó. Rồi ngài thường hay tĩnh tọa ở Thi Lâm rừng, tức là rừng Thi Lâm là để tâm biết rồi phải không, tức là nơi đó là chôn người rất là nhiều, gọi là cái rừng Thi Lâm là rừng thi của người, xác thể của người á, khi mà chết rồi đem ra chôn giống như nghĩa địa đó, gọi là rừng Thi Lâm đó. Rồi chỗ nào Gò Mã hay chỗ nào Đồng Trống, hay hoặc là ngài đi khắc thực, ngài không có phân biệt giữa giàu và nghèo. Xá Lợi Phất đi phân biệt đến người giàu á, xin đặng ban xuống cho người nghèo. Còn A Ma Ca Diếp ông nghĩ rằng cái người nghèo đó cần phải đến đó gieo duyên để cho người ta xớt bát với mình, người ta sẽ có cái phước mà bán đi cái nghiệp nghèo, tức là những cái nghiệp xấu mà bỏng sản tham giam từ cái túc duyên trước á. Cho nên ngài không có phân biệt là người giàu người nghèo á, mà nơi nào khó đi nhất đó thì A Ma Ca Diếp lại dấn thân vào đó trong cái hành đầu đà, dù cho phải bị miệt thị hay hoặc rẻ khinh, hay hoặc là gặp những cái người khó tính người ta chửi bới đó, thì ngài vẫn chấp nhận trong cái hạnh nhẫn nhục của mình để hoàn thành cái sứ mạng là gieo duyên Phật pháp cùng với tất cả mọi người. Cho đến một hôm đó thì ngài đã tuổi đã đi vào trong lão niên rồi, lúc đó là sức mòn lực kiệt rồi, thì ngài mới đến chỗ tăng đoàn. Đức Phật mới hỏi: này A Ma Ca Diếp, ngươi hôm nay đó thì tuổi đã già, sức khỏe đã suy mòn rồi, thì không thể nào sống trong cái hạnh đầu đà được nữa. Cho nên là ngươi có thể là sống theo cái lý trung đạo ở gần gũi đây, rồi trong tăng đoàn sẽ trợ giúp cho ngươi, cho đệ tử để tu tập. Thì A Ma Ca Diếp mới thưa với Đức Phật: và thưa Đức Phật, nếu như cái giới hạnh trang nghiêm, ngài là một cái vị Phật tương, ngài là một cái vị Phật mà đã được chứng được tam minh rồi, thì con giữ hạnh đầu đà này con cũng sẽ trở thành là Bích Tri Phật. Cho nên bây giờ đó đã con đã quen với cái cuộc sống này rồi, ngài thì chỉ ôm bát đi khắc thực, mặt thì chỉ một y bằng phấn tảo hay hoặc là giải liệm của người đó, hay hoặc là con không còn đua chen gì với danh lợi hay hoặc là chức vị gì với xã hội, xa lìa ngũ dục để tâm con được thanh tịnh, ngồi ngoài đồng trống mà cứ quán chiếu tự tánh của mình đó, sống một cái nơi độc cư mà không suốt ngày con không thể nào mà con nằm ngủ, mà con chỉ ngồi trong cái tỉnh giác mà thôi. Cho nên cuộc sống của con đã quá quen rồi, thì xin Đức Phật hãy để y cho con được như vậy. Thì Đức Phật ca ngợi đệ tâm. Đức Phật nói: nếu mà cái hạnh đầu đà của ta đó mà nó còn duy trì được trong thế gian này thì tất cả trời người luôn ngang, chứ không phải người không, trời người đều đắc quả tam quả trong tứ quả. Tứ quả là gì? Tứ quả là trong đó có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Mà chứng ngộ A La Hán rồi đó là để biết là cái người đó giải thoát hoàn toàn rồi, tâm rỗng rang tự tại vô ngại, gọi là chứng Ma Ha Bát Nhã rồi.
Còn ba hạng kia là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm đó thì vẫn còn phải là lệ thuộc về kinh văn giáo điển, về giới luật để tu tập. Nhập thánh nha. Là lúc đó là cái hạnh đầu đà, hễ ai mà thực hiện được cái hạnh đầu đà là người đó nhập thánh rồi đó đệ. Vào trong thất lưu, trong nhập dự lưu thất lai, tức là 7 kiếp nữa đó mới thành là A-la-hán. Đó, còn dòng thánh thì người ta chỉ nhất lai thôi, tức là sanh lại cái cõi đời này là Bồ Tát Bổ Sứ đó, thì chỉ còn một kiếp nữa đó người ta đã chứng ngộ hoàn toàn. Cho nên sau khi mà Đức Phật nói như vậy rồi đó, thì từ đó đó, trong bộ kinh mà Tăng Nhất A Hàm ở quyển 1 mới truyền thừa vào trong tăng đoàn. Rồi tất cả các chư tổ chư sư người ta đều thấy cái hạnh đầu đà là một cái hạnh mà xa lìa danh lợi ở thế gian. Nó không còn phải bận biệu gì với bao nhiêu cái ngũ dục lục trần nữa. Thân tâm của người ta rất là dễ an định, sống rất là an yên. Bị gì xa lìa danh lợi, xa lìa địa vị, xa lìa ngũ dục lục trần, tài sắc danh được thì họ không có nghĩ tới nữa. Cho nên cuộc đời đó sống như vậy nó mới được tự do, khai phóng được cái tâm trí của mình. Nó không còn ràng buộc bao nhiêu cái chuyện ưu phiền thế sự nữa. Cho nên cái hạnh đầu đà đó sẽ được đi vào trong cuộc sống của tăng lữ rất là nhiều. Nhưng sau này đó thì cũng tùy theo cái trào lưu tiến hóa của xã hội thôi, thì tăng đoàn bỏ đi cái lực khắc thực đó, người ta không đi. Nhưng mà mình cũng thấy là lai rai, hay hoặc là thấy một hai trường hợp mà các sư cũng vẫn giữ cái hạnh đầu đà đó. Thì đó để cái hạnh đầu đà thực hiện được trong kinh Phật lan truyền tới bây giờ trong lịch sử Phật gia là như vậy. Rồi hôm nay đó chúng ta lại thấy tự nhiên lại nổi cộm lên một cái vị sư mà lại có cái cuộc sống giống như hạnh đầu đà ngày trước. Ngài cũng mặc được cái chiếc áo là năm mảnh. Đó. Còn trong vỏ thì mấy y thì huynh chưa biết phải không? Chỉ biết là mặc năm mảnh. Thay vì người ta ôm cái bình bát của Đức Phật làm cái bình bát bằng đồng hay hoặc bằng mạ vàng vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì Ngài không có ôm cái bình bát mà ôm cái nồi cơm điện, thì mình mới thấy được nó dân giả vô cùng, nó lại bình thường hơn là cái bát vàng đó nữa. Dạ, chỉ có một cái như sư huynh, em thấy người ta cúng dường xong ta quỳ ta lại như vậy đó, vậy có đúng không sư huynh? Dạ, rồi bây giờ để huynh phân tích rồi mình mới thấy được cái chỗ này, dạ. Hay mới tới chỗ đệ. Hai, ba nữa đó là Ngài lại đi chân không. Ngài đi chân không mà Ngài thực hiện một cái cuộc hành trình đó rất là dài. Đó. Rồi Ngài lại tối thì ngủ ở gốc cây, có nơi thì nương vào trong một cái cảnh vắng vẻ nào đó. Đó, rồi Ngài ngồi như vậy, ai cho tiền thì Ngài không lấy. Ha, ai cho tiền thì Ngài không lấy. Đó, rồi bây giờ đó thì Ngài không có phải là sống, có đôi khi người ta thấy thương lắm. Nó xin thỉnh cầu Ngài được trở về nơi nhà cửa của họ để sống, nhưng mà Ngài từ chối. Ngài phải đi hết cái chỗ này tới chỗ nọ và thay đổi cái cuộc sống hạnh độc cư của người du mục. Đó, thì mình thấy cái hạnh này khó lắm đệ. Bây giờ là thử thời trời nóng như vậy mà để đi chân không đi, tôi cho để đi 1000 mét thôi. Bây giờ mình nói 100 mét thì có người ta kiên định ta đi được nha. Nhưng mà đối với 1000 mét là để đi không có nổi đâu. Mình đi ra thấy cái thời tiết khắc nghiệt gì mình đi không nổi. Mà đầu thì không có chiếc nón, tóc thì phủi sạch rồi. Rồi lại quấn cái y là để biết cái y đó nó khác thường hơn cái áo mình mặc. Cái áo mình mặc thì một lớp thôi, nhưng mà cái y thì phải quấn tròn thân. Và tối thì khi mà đem về tỉnh tọa thì cái chiếc y đó lại là cái chiếc áo ấm để giữ được cái nhiệt ẩm trong người để mà tu tập. Đó là một điều mà tôi thấy khó đó. Nếu mà ai mà bây giờ mà đi ra được đi chân không như vậy đó, tôi cũng kết nghĩa với người đó và tôi bái người đó luôn đó. Tức là đi chỉ được chừng 100 mét thôi. Bị vì cái lộ nhựa để biết nó nóng dữ lắm, cái sức nóng nó khó chịu lắm. Nhưng mà đi bằng chân không mà dù có tổn thương đi chăng nữa thì đối với các ngài đó họ kiên định dữ lắm. Chưa biết thật giả như thế nào, mình chưa biết thật giả như thế nào. Nhưng ở đây đó tôi nói bằng một cái cách khách quan nghe mấy đệ. Khách quan đó là thấy rằng trong kinh đã có dạy hạnh đầu đà, và bây giờ người này lại thực hiện cái hạnh đầu đà. Thực hiện cái hạnh đầu đà mà đi như vậy đó, mà chịu khó mà đi như vậy đó, thì mình phải tán thưởng cho họ. Yeah. Một cái tịnh hạnh mà khó làm nhưng mà họ đã làm, mà lại mang dáng vẻ của một người tu. Mà tôi bây giờ tôi đang tu nữa, để tôi thấy là tôi nôn. Tôi nôn là nếu mà trong cái cuộc đời tu học mà mình có thể hiện được như lời dạy của Đức Phật thì cái đó là cái thành tựu niềm tin của mình đó. Rồi sống hạnh độc cư đó, rày đây mai đó,
tất cả các nơi trên thế gian này đều là nhà cửa của nhà sư. Rồi tất cả mọi người khi đến với nhà sư đó chào hỏi, thì Ngài lại nói cho họ nghe những cái điều thiện hạnh đó, rồi khuyên họ là tu tập niệm Phật. Hễ ai nói gì thì Ngài cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, thì cái điều đó mình đã thấy được trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Có cái điều mà phước báo thứ ba đó, là nếu ai mà tin sâu kinh điển Đại Thừa ha, rồi tin sâu nhân quả, năng đọc kinh điển Đại Thừa và khuyên người niệm Phật đó, để là cái điều phước báo mà chúng ta cần làm, chứ đừng nói tới nhà sư. Nhưng mà bây giờ nhà sư đến đâu thì cũng khuyên người ta ăn chay làm lành niệm Phật, thì điều đó mình thấy nó quá tốt rồi. Đó là một hạnh nữa. Rồi cái hạnh mà ngồi ở dưới gốc cây mà không có màng tới nhà cửa mưa nắng hay thế nào đi chăng nữa, các ngài cũng ngồi trong cái tâm yên an như vậy đó, thì mình cũng thấy đó là một điều khó làm. Khó làm lắm, không phải mà dễ làm mà mới để làm được đâu. Cho nên bây giờ đó mình tóm kết lại đi, mình tóm kết lại thì thấy ngài đều sống trong một cái tịnh hạnh rất là tốt đẹp, mà không ngoài cái trong kinh A Hàm mà Đức Phật đã nói 13 hạnh đầu đà đó. Cho nên qua đây đó thì thưa với mấy đệ, không có biết là mình sống trong cái thế gian này, khi con người ta đó phải nhìn đời bằng hai phương diện. Một, nếu cái người đó mà nhìn về bản thể của con người, tức là lý vô ngã, là công tâm theo Đức Phật mà nói là nhìn thấu được cái nhân quả, thì người đó chắc là không có phải chê bai gì đâu, mà phải chờ đợi coi cái người này thực hiện cái hạnh đó cho từ khi tu tập cho đến ngày mà thành công hay không. Nếu thành công đó thì thế gian này có một không hai, đó là đệ tử chân chính của Đức Phật. Còn nếu mà mình nhìn về cái tự ngã của mỗi con người, khi mà nhìn về hiện tượng sự vật, tức là tiếp thu qua mắt về màu sắc, hình tướng thấp cao, đậm nhạt, hay hoặc là tốt xấu đó, thì người ta sẽ có những cái ý nghĩ phân bua, tức là sống trong cái ý niệm nhị nguyên. Hễ có đen thì có trắng, hễ có cao thì có thấp, hễ có tốt thì có xấu, hễ có thiện thì có ác. Thì lúc đó đó người ta sẽ có những cái lời mà ô, ông này sao bây giờ các nhà sư người ta đã có chùa chiền này nọ, người ta ở cái nơi cơ sở để tu học đó, lại tại sao mà ông lại sống dị biệt với cái thế giới đó, dị biệt với tăng đoàn đó, nó phá đi cái luật mà được cho phép như vậy đó. Mình mới thấy là người ta sẽ có những cái điều kiện đó. Rồi trong thế nhân đi đó, thì anh thấy cũng có hai hạng người, một là người đồng tình, hai là người không đồng tình. Đúng. Người đồng tình thì người ta rất là tán thán cái công đức của sư Minh Tuệ này. Còn người không đồng tình thì người ta phản bác rằng làm ra vẻ người tu, để rồi phải lâu lâu lại có một cái hiện tượng mà nó làm ra nổi bật khác thường, kỳ hãnh. Rồi có người lại là tán thán cái công đức, rồi giống như câu hỏi của đệ vàng đó, người ta phải lại ngài là tại sao vậy. Sống ở thế gian này để biết á, cái nhân duyên nó đặc biệt lắm. Dạng sự tùy duyên mới để nhớ ha. Cho nên mới có câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Khi mà một người đó mà có duyên với đệ rồi đó, thì người ta sẽ được cái sức cảm hóa của đệ rất là mỹ mãn. Cho nên nó qua cái sự mà người ta muốn tu tập nhưng mà người ta không làm được cái hạnh như ngài, là thấy những cái điều khó khăn mà bây giờ ngài đang làm. Cho nên người ta kính ngài là theo hạnh của chư Phật, sống trong cái hạnh đầu đà khó làm nhất ở thế gian mà bây giờ ngài đang làm. Thì bây giờ hiện tại mình sống trong hiện tại thì người đó bái ngài làm thầy cũng giống như các sư kia thôi. Các sư mà khi đã học qua được cái trường lớp Phật học rồi, được trong các thượng tọa tăng ni trong chùa công nhận rồi đó, thì lên đại đức, thì những người mà đến chùa thì sao, cũng xá lại à. Đó là cái quy giới của người ta để. Cho nên cái vị tăng này còn hơn thế nữa, làm những điều khó khăn mà các nhà sư kia chưa làm được, nhưng mà không vượt ngoài kinh điển nhà Phật đã cho phép và quy giới của nhà Phật đã định như vậy. Cho nên cái hạnh đó là quá đáng kính trong cái thế nhân này rồi đó. Mà nhìn thấy trong cái buổi hạng mà pháp này mà có người đó lại là làm theo cái hạnh đó, mà bắt chước từ xa xưa là Đức Sơ Tổ Amakajip đã làm. Cho nên người ta lại ngài đó là ta kính gì? Phật tánh của ngài. Kính ở cái hạnh lành của ngài, khó làm mà ngài làm được. Đó thì cái đó là nhân duyên của cái người đó. Còn những người mà không có nhân duyên với ngài thì sao? Họ sẽ phản biện, họ đã kích ngài. Làm như vậy là không đúng, làm như vậy là bây giờ trái với quy luật của nhà chùa, làm như vậy là đã phạm vào trong cái chỗ mà lực bác bỏ việc khất thực.
đó, nhưng mà thấy ngài vẫn làm được thì thôi, bây giờ trong cái thế gian đó mình không có biết sao mà mình nói cho nó hết nghĩa, phải không? Đó, cho nên bây giờ đó, khi mà trong cái nghiệp duyên á đệ Tâm, một khi mà mình thấy người ta làm thiện hạnh hay hoặc là người ta làm những cái điều mà từ thiện đó để giúp đỡ cho tất cả mọi người mà mình vui vẻ, để rồi mình hoan hỷ, mình ủng hộ người bằng cái tấm lòng của mình, thì Đức Phật lại gọi là tùy hỷ nghiệp. Đó, cái nghiệp thiện mà mình vui theo đó thì mình cũng sẽ được cái niềm an lạc, là cái tâm mình khoáng khoáng cởi mở đó, rồi mình ủng hộ tất cả những cái người đó làm thì sao, cái tâm từ bi đó sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bị tánh thiện. Còn nếu mà bây giờ mình thấy người ta mà làm những cái việc thiện, hay hoặc là người ta có những cái điều mà mật hạnh đó, mà mình lại có những cái mà không đồng tình, hay hoặc là mình nói những cái lời mà nghe nó cay đắng hay nghịch tai trái lòng đó, thì cái đó theo cái nhân quả thì lại là đối nghịch. Nó lại trở thành không phải là cái mà ủng hộ duyên theo cái thiện nghiệp, mà nó đi khác hơn là cái ác duyên. À, cho nên do đó mà suy nghĩ lại đó, mình mới thấy được à, thì trong cuộc sống này lúc nào cũng có cái thiện và cái ác, à, cái xấu và cái tốt, hay hoặc là có những người đồng tình và không đồng tình. Thì nếu mà sư Minh Tuệ á, mà ông là cái người mà tu học chân chính á, ông vượt qua những cái sự thị phi bỉ thử, ha, những cái sự chỉ trích khinh bỉ của cái người đời, mà ông sống trong cái mật hạnh nhẫn đệ nhất đó, ba la mật đó, thì ông thấy đó cũng như là gió thoảng qua tay, nước chảy qua cầu. Đó mà tâm hồn đó luôn được an yên tu tập như vậy đó, thì ông lại là bước vào một cái giai đoạn mà mình càng thấy cảm kích hơn nữa. Còn nếu mà mình có những cái lời mà mình phân bua, mình phản biện đối với những người mà người ta đem nghịch pháp hay hoặc nghịch cảnh mà trợ duyên cho mình đó, thì lại là cái quả vị của mình nó chỉ ở một cái chừng mực nào đó thôi. Em hiểu không? Em hiểu chỗ này không? Nghịch duyên nó cũng sẽ trợ trưởng cho mình cái pháp tu, mà thuận cảnh nó cũng trợ trưởng cho mình cái pháp tu. Cũng giống như thời của Đức Phật tu tập đó, thì lại có gì, Đề Bà Đạt Đa là một cái ông mà luôn ganh ghét với Đức Phật, luôn đem những sự phiền não, luôn đem những cái điều mà độc ác để chi, để hại Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, Đức Phật cũng nói Đề Bà Đạt Đa là thiện trí thức trợ pháp nghịch để cho ta tu. Rồi nếu không có người đó thì cái sức nhẫn của mình như thế nào? Mà thầy nói làm dân bá nhẫn, thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên, gương trước hớn tần hàng tín nhẫn, khỏi đã không khổ nhục, khỏi ưu phiền. Vậy thì hàng tín ngày xưa nếu không có cái tên đồ tể đó thì làm gì rạng danh hàng tín ở sau là đại quốc sư, phải không, đại tướng quân. À, cho nên do đó đó đệ ơi, giữa cái cuộc sống này nè, nó có hai chiều đối nghịch nhau. Nhưng mà nếu mà mình trải qua được những thị phi bị thử để cố gắng mình rèn được cái tâm mình an yên định tĩnh, ngoài gặp cảnh không loạn thì sao tâm? Là thiền. Tâm ở trong không phiền não là gì? Định. Đó là pháp thiền định căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy. Bây giờ thì cái giới hạnh của ngài có rồi đó. Mình đã thấy được cái khổ, cái ngôn hạnh nè. Rồi lại thấy thân hạnh nè. Đó thì mình mới thấy được những cái điều đó là ngài đã thể hiện được cái tịnh hạnh của một người tu tập rồi đó. À, cho nên ai nói gì đó đối với ngài thì ngài cũng lại là đem cái sự hoan hỷ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và huynh còn cập nhật thêm một cái tin nữa đó, là có một cái kênh mà quay ngài mà nói ngài bị xét đánh, mà ngài đã thấy là ngài bị xét đánh, ngài chết rồi. Nhưng mà trong lúc đó là ngài nói ngài đã đi đến một cái cảnh giới là trống không tự tại, cho nên qua đó mà ngài được bình an vô sự và duy trì được cuộc sống bây giờ. Thì nếu đó là một sự thật thì tôi thấy cái người này cũng khó kiếm mà nghe. Nhưng mà bây giờ đó thì cái gì nói được, thấy được, đó là trong chánh tri kiến của Đức Phật đó, thì mình tin, phải không? Còn nếu mà mình chưa thấy thì những cái lời đó họ nói có đôi khi người ta tăng bốc lên quá độ, có đôi khi thì người ta lại làm YouTube để được nhiều người like, người ta nói lên những cái điều mình nó dị biệt. À, nhưng cái lời này là đại chính nghe ông sư đó, ông nói luôn, nói với cái kênh đó luôn. À, từ cái chính cái miệng ngài nói ra luôn. Dạ, đúng rồi. Tức là mình xác nhận là cái lời nói của ngài, phải không? Ngài bị xét đánh mà cuối cùng ngài cũng được trở về với cuộc sống bình an. Yeah.
Thì thưa quý vị, chắc ngồi nghỉ gốc cây mà chúng trời mưa đó rồi nó chạm xét xuống dưới, chứ tu hiện không lẽ bị xét đánh ta? Có đôi khi như thế này nè, thì thường thường trong những cái lúc mà tôi cũng ngồi để tôi niệm Phật, mình nói đúng hơn là mà thiền tọa hay hoặc là này nọ là những cái danh từ thuật ngữ Phật học thôi, nhưng mà còn nói đúng hơn á, theo cái tôn giáo của mình là mình ngồi niệm Phật. Thì thưa quý vị, nếu mà ai mà mình có thực hành đó, mình sẽ thấy trong khi đó đệ tâm với đệ vàng biết là ngồi niệm Phật vậy nè, thì những cái lúc mà trời mưa á thì mình cũng vẫn ngồi an yên vậy thôi à, cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà mình ngồi niệm Phật rồi đó, thì lúc đó đó mình nghĩ rằng cái cảnh giới xung quanh mình đều có long thần hộ pháp. Đúng rồi. Họ luôn lúc nào cũng ở bên mình hết. Mà Đức Thầy nhiều khi Thầy nói nuôi tầm ắt được nên tơ, nếu tha làm phải phước hờ bên lưng, hay là từ nay sẽ có du thần xét soi đó, thì lúc nào đó cũng bên cạnh mình có những cái vị mà long thần hỗ trợ hết trơn á. À, và đặc biệt nữa, ông sư giải ông cho biết là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang. Thì để thấy đó là những cái di diệu của cái pháp tu niệm Phật. Cho nên nói gì riêng cái pháp môn niệm Phật á, thì đệ ơi, có đôi khi á, mình niệm Phật mà đến chỗ an yên rồi đó, mình ngồi một hai chục phút nó không có tới đâu đâu, mà mấy đệ ngồi hơi lâu vượt qua những cái cơn mà nó mỏi mà nó tê mà đến cực độ đó, mà nếu mà mấy đệ mà kiên trì mà vượt qua những cái lúc đó rồi, nó khai thông cái kinh mạch của mình, thì lúc đó đó đệ mình cũng sẽ thấy được những cái ánh sáng từ ở bên ngoài, khi mà trời chớp trời nhán rồi đó mình cũng thấy vậy. Rồi có đôi khi trời rằm đó thì nếu mà mình không vững tinh thần đó thì mình lo sợ. Còn như mà mình vững tinh thần, mình nghĩ rằng đối với một cái người mà mình đã quy y theo Phật, mình tu tập rồi thế, thì Đức Thầy nói là tu hành hiền đức thảnh thơi ngay cha thảo chúa thì Phật trời cứu cho, thì ông trời ông đâu có phải là gây ác duyên đối với những người này đâu. Mà hiện tượng sấm sét đó thì nếu mà cái người tu mà cái tâm mà được định tĩnh rồi đó thì họ sẽ vượt qua đó. Nhưng mà có đôi khi á, thì mình ngồi trong cái đó, khi mà mình hòa vào trong bản thể rồi đó, thì nào là sơn hà đại địa, mặt trời mặt trăng, suối nguồn sao, rồi đất liền, rồi cỏ cây rừng rậm, hay hoặc là thiên đường địa ngục, hay là tất cả các biển lớn, hay hoặc là những cái núi tu di, đều hòa vào trong cái tâm thức của mình, mà thấy rằng mình khai phóng tâm linh rồi đó, nó chẳng khác nào là hư không rộng rãi vậy đó. Cho nên á, trong đạo gọi là chữ Maha đó đệ. Chữ Maha là gọi đến cái tâm của con người nó rộng lớn, nó mà nó hòa vào hư không đó, không có cao thấp, không có bờ mé đó, không có đầu đuôi sau trước, thì chính cái đó là cái bản thể. Mà một khi sấm chớp hay hoặc là những hiện tượng mưa gió đều nằm trong cái tâm rộng rãi, trong cái cõi hư không của chư Phật là như vậy, gọi là tánh không. Cho nên nó do nó mà tôi nghĩ rằng khi mà nhà sư mà ngồi ổng nhập, không biết là ổng tu tới cái mức nào, sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, tam thiền, tùy theo cảnh giới để mà người ta đắc vào trong bốn cái cảnh thiền á đệ. Thường á thì mình đọc sách thiền hay hoặc là mình nghe những cái vị sư mà trao đổi về thiền học á đệ, thì sơ thiền gì? Định sanh hỷ lạc. Phải không? Người ta chứng vào gì? Người ta chứng vào thức vô biên xứ. Nhị thiền thì chức gì? Không vô biên xứ. Tam thiền thì gì? Đó. Thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Rồi đến cái cảnh giới mà cao hơn nữa, Như Lai nhất thượng tối thừa thiền thì gì? Thì phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì tất cả những sấm sét, sơn hà đại địa đồ đều nằm ở trong tâm thức của mỗi con người. Cho nên có cái câu là càn khôn rút lại đầu lông xíu, dạng vật nằm trong hạt cải mộng. Khi mà cái tâm của con người đó nó nhỏ bé lại thì tất cả càn khôn vũ trụ này nó thu hẹp lại. Phải không? Nhưng mà khi con người mà khai phóng được tâm, hòa vào cái bản thể, miễn tâm được hư vô tồn tại, sống ở trần hối cải tiền phi, hay hoặc là thầy nói tồn tại hư vô tầm bát nhã, thì cái tâm mà như hư không này rồi đệ ơi, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn biến trong tâm thức của mình. Cho nên á, ngài không biết là ngài thấy sao mà sấm sét có thể là đánh ngài vẫn là một cái thân thể mà trống không như vậy, thì tôi nghĩ là đi vào trong cái giai đoạn đó, tức là không có đánh ngay người tu đâu, mà cái xét đó nó xét ở xung quanh ở chỗ đó đó, nhưng mà không có bao giờ mà đến gần được với ngài. Nhưng trong tâm thức của cái người đó lại bao hàm được những cái cảnh giới đó, thì ngài đã thấy được như vậy, thì mình cũng thấy là có một cái chút lý nào đó để mình suy diễn được cái điều mà ngài nói. Cho nên bây giờ đó thì mình mới thấy được, thì ra bây giờ đứng ở một cái vị trí mà khách quan
thì tôi không có sanh cái tâm ghét bỏ, mà cũng không có cái sanh cái tâm mà ca ngợi tán thán gì nhiều, tại vì cái con đường tu tập của ngài còn dài lắm. Ngài phải đi suốt một cái công trình, khi nào mà ngài viên tịch á, thì lúc đó là cái hạnh đầu đà của ngài, cái giá trị của nó mình lại suốt đời cũng chưa hết nữa. Để tại vì sao? Là tại vì người ta đã thực hành được cái quy giới của nhà Phật và tu theo Phật và chứng ngộ con đường giác ngộ của Phật, là một cái vị mà có đầy đủ ân nghĩa với chúng ta. Cho nên ở Bồ Tát thì sao? Vạn hạnh. Phải không Tâm? Cho nên là quý vị thấy đó, khi mà Đức Thầy mà đi dạo Lục Châu đó, thì Thầy đã nói lên được những cái cảnh giới mà hiển hiện thần biến, cũng giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy đó. Khi mà chứng được tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông rồi đó, thì lúc đó là ngài đã có tam thân, đó là báo thân, quá thân và thiên quá ức quá thân. Thì thiên quá ức quá thân đó, Đức Thầy nói trong quyển nhất á Đại Tâm, khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, hay đến đây thầy tớ quá mười, nói cường cười bán thuốc sơn đông, hay là giả gái ba không chồng đi bán cao tươi, hay giả chị bán chè đó, giả cô bán mắm quá khờ quá quê, thì mình mới thấy được đó là hiển hiện thần biến của các ngài mà đã chứng được tam thân. Cho nên bây giờ đó, để nói được cái chỗ mà ngài lại có những cái kỳ hạnh mà bây giờ người ta lại là thầm kính và người ta bái phục á, thì hồi trước anh nhớ một cái câu chuyện chuyện cổ Phật giáo, là khi cái ông trưởng giả này nè, ổng có cái lòng mà kính tin Phật pháp, ổng muốn rằng sẽ được Bồ Tát hiển hiện xuống để cho ổng có thể là đáp được cái ơn là lại tạ ngài, để tỏ được cái lòng thành kính của mình. Thì ngài đã sắm được nào là vật thực, nào là tịnh tài, nào là giải bô để cúng dường cho tất cả mọi người, mà chỉ có một điều phước báo là cầu gặp được Bồ Tát thôi. Nhưng mà lúc đó ông cầu 3 ngày vậy đó, ông không gặp Bồ Tát nữa. Mà ông nghĩ Bồ Tát mà khi mà xuống trần đó là Bồ Tát phải có hảo tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang phải sáng nhòa trên mới được Thì mấy đệ thấy là ông cầu hoài không được. Cái cuối cùng thì ông lại gặp một cái ông già ăn xin mà thường ngày đó đi qua đi lại trong hàng xóm mình để xin mà lại leo lên cái đàn, là cái chỗ cao nhất để cầu Bồ Tát đó. Thì ông lại là có một cái nỗi niềm mà nó ưu tư vô cùng. Từ cái chỗ mà ông bức xúc, tại sao tôi cầu Bồ Tát mà cái ông già đi xin này đó, nghèo khổ như thế này mà lên đàn ngồi. Thì ông mới lên, ông đuổi, tôi đâu có phải mời ông đâu mà ông lên đây ngồi, mà tôi ở đây là thỉnh cầu Bồ Tát. Thì không ngờ Bồ Tát quá thân cái ông đi xin đó. Ngài mới bay lên trên không trung và ngài thị hiện, ngài nói rằng ta là Bồ Tát xuống đây theo cái lời của ngài cầu, nhưng mà bây giờ thì không được như ý nguyện, thì thôi đành hẹn lại vậy đó. Thì ông mới hiểu rõ ra thì Bồ Tát thì vô số quá thân, cho nên bây giờ đó hiện thân của ngài, hay hoặc là hiện tượng của bé Tường Lam, hay hoặc là hiện tượng của những vị kỳ hạnh nào đó xuất hiện nữa, thì nếu dưới cái ánh nhìn của người thường, mà trong cái lúc mà chúng ta nhìn có sự việc đúng sai phải trái theo cái tự ngã, thì Tâm ơi, nó là hiện tượng mà con người cần phải theo dõi một cái giai đoạn nhiều lắm. Còn nếu mà chúng ta nhìn công tâm bằng cái lý vô ngã của nhà Phật á, tức là tất cả mọi điều đều thiện mỹ, toàn thiện, toàn mỹ, toàn năng, toàn giác, toàn trí á, thì chúng ta lại không có một cái lời nào đó mà nó làm mất đi cái tinh thần đạo đức và nó làm mất đi cái thiện hạnh của mình. Cho nên Đức Thầy đã dạy trong cái chánh ngữ á, câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều ức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo trác ấy là nguồn cội lời xảo ngôn do đó mà ra. Đó, cho nên đó là tất cả những cái người mà tu theo đạo thầy, hay hoặc là những cái người mà tu theo cái hạnh lành của Đức Phật á, thì người ta thấy rằng cái khẩu nghiệp của mình nó phải kỹ càng lắm, đi nhẹ nói khẽ, đó là cái hạnh lành. Hay hoặc là Đức Thầy dạy trong cái bài lời khuyên bổn đạo á Tâm, Thầy nói trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh có tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, nhưng Thầy xét lại khổ nghiệp của các trò còn mang nặng lắm. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Điều cần yếu, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì qua đây mấy đệ hỏi thì tôi mới nói về cái hạnh đầu đà và nói được cái tinh thần đạo đức của một người con Phật. Khi nhìn một cái sự vật hay hiện tượng nào đó, chúng ta hãy đừng vội hấp tấp mà kết luận. Phải không Tâm? Tại vì trong lời răn cấm thứ 7 đó, Đức Thầy dạy, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy.
Chứ tôi thấy ông này đó chưa dám có một cái lời nào mà bất kính đối với ông, là tại vì sao? Hiện đời là tôi thấy ông nè, ông đi chân không, ông sống cuộc đời độc cư. Ông ôm bình bát cũng giống như Đức Phật, hình ảnh của người khắc thực đi khi xưa để gieo duyên, chứ không phải là một người ăn xin. Không phải một người ăn xin mà đó là gieo duyên. À, đó là để kết duyên với tất cả mọi người, nhờ cái duyên lành tất cả mọi người mà đã thể hiện được đối với một người tu tập như vậy đó, thì cái duyên đó dù trước dù sau cũng gieo vào trong tử, trong tâm thức của họ một chủng tử lành, và từ đó nếu hạp mùa tiết thì nó sẽ nảy lá đâm chồi tạo thành một cái cây bồ đề ra mát đó. Hai nữa đó thì cái cuộc đời của ngài đó, thử hỏi mình ngủ một đêm mà mình ngồi như vậy đó, mình ngồi nổi không? Mấy đệ ngồi nổi không? Chứ tôi là tôi cũng thường ngồi niệm Phật giấc khuya, nhưng mà tôi ngồi không quá 2 tiếng, phải nằm nghỉ rồi đó. Sau thời nghỉ 1-2 tiếng đó, giúp mình thức dậy ngồi nữa thì nổi. Nhưng mà ngồi sáng đêm cái kiểu mình cũng có anh đồng đạo, mà bữa hôm mình gặp anh Sáu Dũng đó đệ, là ảnh ra ảnh thi với lại các sư ở ngoài chùa Hoằng Pháp đó, là kêu bằng ông cư sĩ Hòa Hảo mà ông ngồi suốt đêm đó chứ không phải chơi. Ông ngồi suốt đêm luôn được nữa đó. Anh đó là ngồi được, nhưng mà bây giờ đó thì ảnh lại là không còn ngồi như vậy nữa. Cũng có người ngồi được nhưng mà ngồi không có bền bỉ như là cái vị sư Minh Tệ này đó. Rồi hai nữa đó thì ai đến cho tiền ngài, ngài đều từ chối hết. Cái đó là cái khó nhất trong cái cuộc sống của mình đó. Chứ vậy mà cũng có số gì lần trái chiều à, nói ổng nhận tiền gì nữa sư huynh, có số người đưa là nói gì thì thấy trước mắt mình á, là thấy không có nhận tiền. Với thứ hai nữa, không phải là những cái người mà đi theo ngài đó có phải là thân tộc anh em dòng họ gì hay không, bởi vì cảm đến cái đức độ của ngài mà trong cái dòng họ của người ta đã tay cắt tay bao nở mà ruột cắt ruột bao lìa đó, thì những cái người đó họ thấy rằng anh em chú bác của tôi làm như vậy thì tôi luôn sẽ đến để ủng hộ cho người đó tu. Thì không biết là cái sự việc nó diễn ra như thế nào, người ta tán thán cái hạnh anh đến một cái chừng mực nào đó. Còn những cái người mà người ta nhìn sự thật mà nếu mà cho tiền ngài nhận đó, thì cái đó lại là cái mà mình cần phải suy luận thêm nữa là tại sao. Cho nên bây giờ tôi đã nói với phân hai với các đệ rồi ha, người ta bây giờ đang làm cái hạnh đó thì mình chỉ nhìn bằng cái ánh mắt là không có phân biệt bị thử đúng sai, mà chỉ nhìn ngay hiện tại ta làm bây giờ. Thì nếu mà mình có cho tiền mà người ta nhận đó thì mình thấy là ổng làm không đúng theo cái hạnh Đầu Đà, thì lúc đó mình sẽ có một cái kết luận. Kết luận giống như lời Đức Thầy dạy vậy đó, đó tất cả tăng sư tu hành, tất cả bổn đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh, nếu các ông có dạy điều chánh lý phải nghe lời. Còn những hạng mà tu dối thế như là thầy cúng rồi đó, thì mình phải tìm cách bài trừ triệt để và nói cho tất cả bổn đạo trong tín đồ nhà Phật nghe đặng xa lánh họ. Thầy cho phép mình có cái quyền đó. Cho nên mình bây giờ nhìn khách quan công tâm mà nói, thì bây giờ người ta chưa có cái lỗi gì trơn á, thì mình cũng tán thán cái tịnh hạnh đó. Khó làm lắm đệ ơi, không ai mà dễ làm đâu, mà không có ai mà đi làm như vậy mà không lấy tiền bỏ túi. Có nhiều khi người ta cũng giả danh ra là một ông sư để người ta đi dạy đặng ta xin tiền, nhưng mà tối về thì cuộc sống của người ta lại trụy lạc. Còn ông này đó mình thấy rõ ràng thôi, thì trên clip đó thấy quay rõ ràng là ông ngồi ở chỗ vắng đó, ông ngủ thì ngủ trong cái ngủ ngồi. Nhưng mà còn mình bây giờ đó, mình chưa thấy được tận mắt á, thì mình cũng theo cái tinh thần là anh em hỏi rồi mình cũng giải đáp qua cái hạnh Đầu Đà mà tôi đã được đọc trong kinh Tăng Nhất A Hàm ở quyển 1. Tại vì mình tu mà, cho nên tôi theo dõi kinh điển nhiều lắm, thì biết hạnh Đầu Đà nó chia sẻ với mấy đệ rồi, có những cái lời mà khách quan thôi. Đó, không tán thán, mà không quá là có những cái gì đó cao thấp hơn thua. Mình sống trong cái tinh thần bình đẳng của Đạo Phật. Hiện thời mình thấy được những việc làm tốt đẹp thì luôn lúc nào mình cũng tùy hỷ nghiệp á đại tâm. À, còn một mai mà nếu mà ngài không làm đúng như vậy đó, mà có những cái gì đó mà nó làm trắc trở đời tu, hay hoặc là bán đồ nhi phế đó, thì cái việc đó là hồi sau phân giải. Tại vì sao? Chẳng nghĩ về quá khứ, chẳng hướng tới tương lai, vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. À, kẻ thức giả nên biết sống trong đời hiện tại vững chãi và thảnh thơi, thì đó là cái bài kệ biết sống một mình mà thiền sư Nhất Hạnh cũng đã chỉ dạy trong Đường Xưa Mây Trắng. Thì bây giờ đó, đối với cái người tu đó thì suốt ngày sao mình cứ phải lo việc trời trời biết, việc Phật Phật lo, các con ăn no cứ lo niệm Phật, rồi người nào làm được cái gì mà nó đem lại cái lợi ích tốt đời đẹp đạo đó thì luôn lúc nào chúng ta cũng ủng hộ
ha, bởi vì Đức Thầy dạy là mình phải ủng hộ các nhà sư đó, như thế ta cũng lần lần được lên con đường giải thoát. À, cho nên những vị mà tăng sư mà tu hành chân chánh thì chúng ta lại có cái bổn phận là phải cố gắng lo tròn cái đạo nghĩa ha. Còn những cái gì mà tu gió thế thì sao, anh em ta hãy đồng tình rồi nghe, là phải làm bài trừ một cách triệt để cho tín đồ nhà Phật cùng đại chúng nghe, đặng xa lánh họ đó. Nếu mà mình mà đến mình khuyên họ trở về con đường chân chính mà họ không làm được. À, cho nên qua đây đó thì để kết thúc cái buổi tâm tình hôm nay, cũng xin nói rõ ràng với tất cả chư quý đồng đạo, với anh em ở trên cộng đồng mạng mà khi xem qua được một cái tin mà nó rất nóng về cái kỳ hạnh của một vị sư Minh Tuệ, thì chúng tôi cũng chỉ là một cái người khách quan, khi nghe được rồi đó thì có những cái lời mà để mình quyết nghi, rồi mình có được cái tinh thần giác ngộ là mình sống nhau trong cái tinh thần đạo đức mà dìu dắt nhau điểm tô công quả đó, hay hoặc là dìu dắt nhau vào con đường đạo đức, thì đó mới chính là cái hạnh lành của người con Phật. Cho nên qua đây thì chúng tôi chỉ nói một cách khách quan thôi quý vị. À, một khách quan thì chỉ đi ở một cái con đường trung đạo mà nó sẽ không thiên lệch bên nào. Nếu người nào tu đúng chân chánh thì chúng ta luôn ủng hộ, còn người nào mà giả dối ma mị thì chúng ta phải tìm cách để làm sao đó mà giác tỉnh người đó trở về với con đường chân lý tu học, thì đó chính là công khó mà chúng ta đang thực hành, là học hành truyền theo lời Phật dạy. Thì xin chúc cầu cho tất cả cô bác anh chị em được xem qua cái clip này đó thì chúng ta hiểu biết hơn về cái hạnh đầu đà, và qua cái hạnh đầu đà này ai là người đầu tiên mà thực hành để rồi thành tựu được niềm tin mà trở thành là Đức Phật tương lai, và một vị tổ mà luôn lúc nào chúng ta cũng phải là giọng bái ân lành đến cái ân nghĩa của Ngài. Và tiếp sau nữa thì những cái vị thư chân chánh cứ nói chuyện di tuệ thị nghiệp mà đó, thì thấy những cái người nào mà làm theo được cái mật hạnh như vậy thì chúng ta đều có một cái lòng tín ngưỡng sâu sắc đó, để nói lên được cái hạnh lành của người con Phật. Mà trùng dương thì sống sau, sâu sống trước đó, nó mới đúng với câu là che già măng mọc đó, sự nghiệp nó sẽ tiếp nối miên diễn hoài, để rồi nói được câu đạo Phật diệu diệu thâm thâm, dù mà tận thế thì ngàn năm vẫn còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng cái phước duyên hôm nay lại cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta, nguyện cầu thế giới được mưa thuận gió hòa, dân chúng âu ca lạc nghiệp, bớt đi những chiến tranh khổ não, những nạn ách trong cái đời sống của con người. Và xin nguyện cầu thất tổ cửu quyền, ông bà nơi chính suối cũng giảng sanh tịnh độ, ông bà cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ. Nguyện cầu cho bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nguyện cầu cho tất cả chúng con đều được thân khỏe tâm an, bồ đề tâm vững chắc, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.